Hình thức kinh doanh đa cấp đang len lỏi đến từng ngóc ngách của các làng quê Việt. Và tất nhiên, một số công ty đã dùng cả phân bón làm sản phẩm để bán theo kiểu đa cấp. Rất nhiều bà con nông dân thật thà, chỉ vì mong muốn làm giàu nhanh chóng mà đã sa chân vào các mánh lưới, chiêu trò của một số công ty lừa đảo. Dạ, kính thưa bà con cô bác. Lời nói đầu tiên cho tôi được phân bua tại sao có cuộc họp mặt đông đủ như thế này sáng hôm nay là bởi vì tôi muốn bà con cô bác ở xứ mình được lắng nghe một nhân viên của một công ty chuyên viên bự lắm ở trên thành phố mới về. Và cũng xin lưu ý rằng là sau cái cuộc họp này thì mời một nồi cháo gà thân mật của vợ tôi nấu phía sau. Dạ. Ê khoan hợp nha, còn má con của tôi nữa nè. Chờ nha. Khoan. Trời ơi, từ còn tôi nữa. Mày tránh đèo đĩa. Dạ. Đứng nha, đứng kế mẹ em coi. Rồi, xin bà con hãy trật tự. Cho tôi hỏi một câu, ở đây có bà con nào muốn làm giàu thì giơ tay lên. Hai má con mình một người. Rồi, ai muốn có xe SH? Tôi. Mày bỏ xuống. Dạ. Chừng cái tướng con khúc leo lên xe chắc cà bơi vậy á. Ai muốn có xe hơi để chiều đi thăm ruộng? Tôi. Nếu muốn thì hãy mua phân bón của công ty chúng tôi và giới thiệu cho nhiều bà con cùng mua. Xe SH, nhà lầu, xe hơi, tất cả đều đã có sẵn, chỉ còn chờ quý bà con rinh về thôi. Xí. Mà phân bón không có mắc. Bên công ty của chúng tôi có rất nhiều gói, nhưng tôi xin giới thiệu với bà con một gói rẻ nhất. Chỉ cần bà con bỏ ra 5-6 triệu là đã có thể mua được sản phẩm. Vừa có phân bón cho cây, lại vừa có cơ hội gia nhập làm thành viên của công ty và được hưởng một số tiền quê hồng rất lớn nếu như quý bà con giới thiệu thành công một người mua sản phẩm. Càng giới thiệu được nhiều người thì tiền quê hồng càng lớn. Chú nói mà tôi giống như cảm giác như giống như mà mấy cái sơn đông mấy vỏ mà quảng cáo thuốc dởm rồi đó. Rồi mua phân bón của bên công ty của chú mà phân dởm là coi như là tôi là mang quả nha. Đúng rồi. Bà con yên tâm. Phân bón của chúng tôi được coi là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Nó được coi là thần dược của cây trồng, là tiên đơn của cây trồng. Bón phân này, cây không những phát triển vượt trội mà còn có thể chống lại tất cả các loại sâu dịch bệnh, đồng thời xử lý được vấn đề vệ sinh môi trường xung quanh, ao nuôi, chuồng trại, đồng thời giúp tăng năng suất cây trồng, giảm chi phí từ 15-30%. Yên tâm, trên bàn của tôi đây có rất là nhiều giấy chứng nhận, bằng khen, chứng minh cho sản phẩm của chúng tôi. Có một đỏ đây. Có một đỏ. Xin mời bà con xem qua. Có cơ quan cấp cao ký tên nữa nè. Thiệt rồi. Cái này thiệt. Nếu muốn biết chất lượng sản phẩm như thế nào thì quý bà con hãy nhanh chóng mua đi. Và muốn níu lái xe hơi thì hãy nhanh chóng tham gia chương trình này. Tham gia đi. Nè, tôi nè, tham gia rồi. Mình tham gia không có mất mát gì hết. Đó, mọi người nhìn đi. Đó, nhìn đi. Đây, chồng tôi đó. Và đồng thời, như tôi nè, đó, mọi người nhìn đi. Tôi bỏ ra có mấy triệu để mình mua phân thôi, đúng không? Vậy mà thu vô hàng trăm triệu. Tôi nói sắp tới, đếm tiền mỗi tay luôn. Nếu bà con đã có quyết tâm như vậy thì bây giờ hãy làm theo tôi đây. Cùng nhau đặt tay lên ngực như vậy nè. Cùng hô vang khẩu hiệu quyết tâm. 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 Quyết tâm.